Kaizoku Ressa, tàu hỏa cũng như tàu thủy kết hợp cả hai lại với hai tông màu cực kỳ chói, tưởng chừng như cả hai đều không liên quan với nhau nhưng lại tạo ra một tổng thể hết sức đẹp mắt. Gương mặt cũng như phần thân là đường ray của chiếc tàu hỏa, bên phần tay trái là chiếc đèn giao thông báo hiệu đường tàu sắp chạy qua. Phần bên Kaizoku là đầu một chiếc thuyền, đầu lâu hải tặc được phân bổ một nửa bên phần mặt trái của Bill, phần áo tròn nguyên tay kéo dài từ phần đầu tàu xuống tận bàn tay của Bill. Form này tạo ra cảm giác nó là form cực kỳ mạnh nhưng thực chất thì nó cũng chả có khả năng mẹ gì. Vẫn như hai form kết hợp vũ khí là Hot Gatling cũng như Ninja Cosmic, form này có vũ khí riêng Kaizoku Hatsa. Đây là một chiếc mỏ neo được thiết kế với hình dạng một chiếc cung, dùng chiếc cung này để chém kẻ thù ở phạm vi cận chiến. Chiếc cung này không bắn ra bất kỳ mũi tên nào mà bắn ra một đoàn tàu. Khi anh kéo đoàn tàu như một đường ray trên chiếc mỏ neo sẽ bắn ra những loạt đạn khác nhau, và khi kéo tới lần thứ tư nó sẽ tạo ra một phát đạn tổng lực dồn hết sức mạnh vào chiếc tàu, tạo ra một đoàn tàu năng lượng cán ngang qua tất cả những kẻ thù trên đường đi của nó.